Chào mọi người nha. Chào mọi người đến với kênh của Mặt Vàng Review. Hôm nay thì mình sẽ review một cái máy hút bụi nha. Giá rất là nhẹ trên tí tốc shop thôi. Thì máy này nó có một cái nút ở đây là nút công tắc này. Mình sẽ bật lên cho các bạn nghe nó kêu nha. Đấy, nó kêu. Còn các bạn sẽ dùng cái cục sạc điện thoại để mà sạc cái này nha. Đây, có một lỗ sạc này. Rồi mình sẽ gỡ ra cái tên là cấu tạo nó nha. Đấy. Này thì có một cái lớp lọc. Đấy, lọc bụi. Rồi, đơn giản như vậy thôi. Các bạn gài vào. Rồi. Ok. Và chỗ này nó có một cái khớp này. Này có một cái khớp gắn vào. À, nhầm đầu. Vào đây. Đấy. Đây là xong. Bây giờ mình sẽ test cái độ mạnh của nó nha. Để test độ mạnh thì thường thường người ta sẽ hít trên cái này. Hãy hít hít cái này. Nhưng mà mình sẽ test một cái điểm nó khó hơn nha. Máy này thì chưa tới 100 cành nữa. Đấy, lúc mình mua có chín mấy cành thôi. Thì mình đã chuẩn bị sẵn cái này nha. Mình rải đất vào trong cái này để cho các bạn xem nha. Đấy, đưa cái này vào này. Đấy, các bạn thấy mà. À, hết pin các bạn ơi. Các bạn thấy những cái hộp nó to quá, nó yếu nè. Để mình đổ ra cho các bạn xem nha. Để cái này vào. Máy này thì rõ ràng với cái giá này thì không thể nó yêu cầu nó mạnh được nha các bạn. Và cái thứ hai là xài bằng pin điện thoại nữa thì nó không có mạnh đâu. Nhưng mà để hút thì cũng được nha các bạn. Đổ ra đây thì hơi dơ nha. Kiếm từ giấy, à cái điện thoại đây, đổ trên điện thoại luôn. Đây các bạn nhìn này, đây đây là cái sản phẩm mình vừa hút nha. Đấy, cục này cũng không to lắm, còn cái này nó to thế này thì các bạn chỉ cần lấy ra, rồi. Đấy, thì đây là cái mình vừa mới hút nha các bạn. Đấy. Nếu các bạn quan tâm một cái hút nhỏ gọn để mà hút những cái cửa như thế này hoặc là cái phòng nhỏ nhỏ mà các bạn dùng để hút bụi á, những cái ngóc mà nó khó á, thì các bạn có thể cái này để mà dùng nha. Sản phẩm này thì với cái giá chỉ khoảng 100 cành thì mình thấy cũng khá hợp lý nha. Chẳng hạn như cái này này. Cái này này, các bạn cũng có một cái chỗ để các bạn quét, sau đó các bạn hút thì nó phải dễ hơn. Chứ còn phủi hay làm gì thì nó cũng không có sạch được nha các bạn. Đấy, như cái này nó vẫn còn dơ nè. Do mình chưa hút, để mình hút luôn cho rồi. Mình mua chủ yếu là về hút máy tính với lại hút những cái cạnh cửa thôi. Rồi. Rồi, xoay ra được. Khi các bạn cái này nó sẽ có một cái đầu chỗ để các bạn vừa quét vừa hút nha. Đấy, thì nó cũng khá là tiện. Mình hút lọc này các bạn xem nha. Đấy. Máy sẽ phải pin đó các bạn. Yếu rồi. Do lâu rồi mình không có hút á, không có sạc nó. Đấy. Rồi, hết cái này rồi. Này, nó bắt sạc này, các bạn thấy không? Tắt đi. Đấy. Mình đánh giá sản phẩm này là 9 trên 10 điểm nha. Thì sản phẩm này về ưu điểm ấy, thì giá rẻ, công dụng thì vừa đủ. Và nó có cả cái chổi để mình quét cái bàn phím để mình hút. Còn về nhược điểm ấy, thì lực hút nó hơi yếu và hút cũng khá là mỏi pin nha. Kêu khá mạnh nhưng chưa chắc đã mạnh nha các bạn. Đấy, các bạn quan tâm sản phẩm này thì mình đã để link ở dưới phần bình luận và mô tả của video này nha. Hẹn gặp lại các bạn. Mặt Vàng Review, review chắc như nước cắt.